Xin chào mọi người. Này là Nô mới mua quà sinh nhật cho Vân. Đáng lý là đợi tới sinh nhật mới mở, nhưng mà hôm nay phải, tại vì máy móc mình phải mua về, mình phải thử coi nó có bị trục trặc gì không mọi người. Rồi cái mình có gì mình còn đổi được nữa. Đây là cái dàn máy karaoke, nó nói được với loại tele, mình hát karaoke trực tiếp trên đây luôn. Thì cái này là cái loại mới nhất của Sony á mọi người. Xin chào mọi người. Nó ở trên cái đó nó có chơi DJ được luôn nè mọi người. Chơi được DJ luôn. DJ đi. Nè. Nó chơi được DJ rồi, nó nhiều nhiều kiểu karaoke nè. Tùm lum hết. Rồi có đèn nữa, có đèn lúc mà mình chỉnh cái chế độ đèn say sao nữa. Nhiều kiểu lắm mọi người. Rồi hát đi. Bấm ra. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay Dân được nghỉ pha khăn đó mọi người. Dân dắt mấy đứa nhỏ thì lại công viên chơi. Cái công viên này là ở Saint-Tropez á. Hồi đó nó có cái chiếc tàu bự mà nay nó mới sửa lại á mọi người. Cái park này nó sửa lại. Thành ra có nhiều mấy cái trò chơi mới cho mấy đứa nhỏ. Gì vậy? Nơi này nó chưa có làm cái cổng vô đàng hoàng phải không? Đây mọi người. Mọi người nhớ hồi đó có cái vắt bự ngay chỗ này nè. Cái vắt mà nguyên cái chiếc tàu bự á. Bây giờ nó sửa lại thành mấy cái trò chơi nhỏ nhỏ vậy nè. Cho mấy đứa nhỏ rồi có đồ tập thể dục cho mình nữa. Huy. Đây mọi người, nay nó sửa lại thành cái chiếc tàu như thế này đây nè. Nó sửa lại cái trò chơi như thế này. Rồi cái balancer thì nó làm vậy. Bên kia có cái khu vực cho em bé nhỏ nữa. Đây, họ làm mấy cái đồ để cho buổi sáng người ta tập thể dục ở đây nè mọi người. Đó. Rồi bên này thì cái trò chơi cho mấy đứa con nít. Machida. Ở đây thì có cái khu vực dành cho mấy em bé nhỏ nè. Rồi hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi mà mùa dịch Covid nó ấy rồi. Bây giờ là cái buổi học đầu tiên của anh hai à. Quay trở lại học rồi đây mọi người. Còn tuần tới thì bắt đầu vô học chính thức rồi. Nãy giờ học được 2 tiếng rồi. Rồi, coi chừng đi xếp vô nè. Rồi, nãy ba dắt đi tắm biển rồi, cho anh hai học đá banh xong rồi. Bây giờ là đi dạo dạo biển ra ngoài kia coi kiếm cái gì ăn mọi người ơi. Tắm xong rồi mặc đồ biển ra ăn không lần nào cũng vậy hết trơn á. Còn anh hai đá banh xong rồi. Mặc đồ đá banh. Trời ơi, cái chân có đau nhiều không con? Có đau nhiều không? Mang cái đôi giày đá banh hơi bị chật á mọi người. Cái giờ là ngày mai phải đi mua đôi giày khác cho ổng. Đưa đôi giày này cho Mato mang. Mato mang vừa đôi giày đó không? Mato, mẹ hỏi mang giày của anh hai có vừa không? Dạ vừa. Vừa hả? Vậy ngày mai mẹ giặt lại cho con. Là cho nó mới lại đó, giặt cho nó sạch đó. Mẹ giặt lại cho con mang đôi giày đó, mua đôi giày khác cho anh hai. Kéo cái áo đầm xuống, kéo cái áo đầm xuống. Ăn ngoài biển thì tự nhiên cái thành ra ăn luôn á.
cái gì? Là tiếp tục đi ra biển chơi. Ở đây là chỉ có biển thôi mà. Rồi ơi, mấy đứa nhỏ nó tới đây là nó chạy lên tao quệ nó. Hôm qua đi xe đạp đi ngang chỗ này nó cũng nói rồi mọi người. Ở đây không khí biển hát hò rồi vui lắm mọi người. Nó rồi. Bây giờ cả nhà của Vân sẽ tới cái quán này ăn đây mọi người. Đây nó tên là All School. Bonjour. Rồi tụi con lựa đi nè nè nè, đó cái menu đó. Thì mình lựa đi. Được rồi, được rồi, em có cái ghế. Đừng có đái nha con, sợ quá. Con ngồi đây với mẹ nè. Đây đây để mâm ăn coi coi. Ở đây giá cũng được á, không đến nổi. Nè, coi đi từ từ. Đưa mâm ăn cho mâm coi đi. Cái đó là cái kẹt bo xong. Cho mâm ăn mượn. Machida cho mâm ăn mượn đi con. Machida cho mâm ăn mượn coi đi. Này cái kẹt bo xong. Thôi từ từ đi, cái kẹt chín. Papa pizza jambon. Oui, oui, mais ça tient à moi aussi. Rồi, ngồi ăn trước biển thôi nha mọi người. Rồi, mùa này đi chụp ảnh hay quay phim là auto đẹp luôn. Bịt khẩu trang không mà đâu ai thấy gì đâu. Mấy đứa nhỏ không chịu bịt khẩu trang. Nè, cười cái đi anh. Quay phim mà. Rồi, đợi đồ ăn nè, đợi đồ ăn ra. Rồi, đồ ra rồi. Merci ma chat. Là oui, si ça va couper sur ça. Rồi, cái pizza của tụi nhỏ là pizza thịt heo nè. Ngon lắm. Hay dăm bông. Sambal. Nãy nó mê ăn rồi, từ nãy nó lấy đầy đủ rồi sambal. Rồi bây giờ cả nhà của Vân đã ăn xong rồi, bây giờ đi dạo dạo. Đi dạo đi bộ để cho nó no mà chi đó. Đi dạo cho tiêu nha. Rồi bây giờ tụi nó hả đứng xếp hàng đợi mua granite nè mọi người. Cái granite đó, bốn anh em nó xếp hàng đợi mua, đưa cho mỗi đứa 2 đồng tự trả tiền luôn. Tụi nó mua xong là tụi nó phải tự trả tiền. Nó mà tôi mày đừng có ấy, hồi nó rớt nó lọt 2 đồng xuống dưới là khỏi lụm luôn bây giờ đó. Con nói gì? Mà chị đang nói mẹ si. Merci, au revoir. Chết nói gì? Con nói vậy. Mẹ xin mâm ăn với ai nữa? Con.
sản phẩm từ mới vậy. Trời, cho hai cái đồng mới uổng à. Không bao giờ tôi có tiền mới dữ, tiền mới bảy tám. Hồi nãy mua cái gì đó nó thối tiền á. Rồi mua cho cái Ranite rồi hả? Giờ mỗi người, mỗi em cầm một cái là không than thở gì. Chứ không, hồi nãy giờ đi bộ vậy là nó than dữ lắm á mọi người. Đi đường nào gần nhất? Đường này gần, đi đường này đi. Đây xa, có sợ xe. Đó, cái vùng biển chỗ dân là vậy thôi mọi người. Mùa hè mình đi dạo dạo ra ngoài đây nè, cái mình ăn kem rồi ăn Ranite này kia cũng vui lắm. Dân rủ bạn dân hoài mà mấy đứa bạn của dân giống như là cũng có gia đình đó mọi người, nên thành ra nó buồn, nó chưa có sắp xếp được thời gian. Với lại có mấy đứa thì nó mắc học quá, cái tới mùa hè cái nó đi làm, đi làm kiếm tiền để đi học mọi người, đi du học mà kiếm tiền đi đi học, và nên thành ra nó không có sắp xếp được thời gian để mà qua bên đây chơi. Có nhớ bạn của dân ở bên Anh á, nó cũng rủ qua bển chơi hoài á, mà dân cũng đi làm, dân cũng chưa sắp xếp được thời gian luôn. Dân nói để mà giờ canh cái dịp mà nghỉ va căng đó thì chắc dân đi qua bển chơi một chuyến. Để cho nó cái mùa dịch này nó hết chút nè. Nè mọi người coi, có cái tàu tên là Mai Long mà mọi người, tàu này chắc cũng người Việt Nam nè. Tên Mai Long mà. Rồi mọi người ơi, hôm nay Dân với Nô đi chợ trái cây rau củ nè. Mọi người thấy ở bên Pháp trái cây rau củ nó tươi nè, xanh nè, đã chưa. Đó, bơm nè. Nấm nè, bự chà bá lửa luôn. Sướng không? Cà chua đồ đầy đủ hết nha. Có mấy nhiều loại cà chua lắm nha. Trái nó cưng dễ sợ không? Này là cà cốc tai. Cái tên là cà cốc tai là cà chua bi nè, sơ ri. Bên đây nó kêu cà nhỏ nhỏ như là cà sơ ri nha. Còn đó là cơ đơ bớt. Đây mẹ sắp nha. À, con giữ em. Cái này 1 đồng 7 2 cái nào ơi. Trời ơi dữ dằn. Cái này nó đang bán rẻ mọi người, 1 đồng 7 2 cái. Còn cái này làm gỏi ngon lắm mọi người, cái này mua làm gỏi ngon. To đùng nè mọi người, coi một cái bắp vậy là có 1.99 thôi mà to đùng vậy nè. To lắm. Trời, bàn tay Dân không đủ nữa rồi. Cái này chắc 4-5 cái bàn tay Dân để vô mới được, xè bự. Mà có 1 đồng mấy rồi mọi người. À. Bí đỏ, tóc cải gì đủ thứ ha. Bắp cải này làm gỏi. Nhưng mà nửa cái thôi chứ được một cái nhiều quá ăn không hết à. Được một cái là nhiêu? À này 1 kg. Nửa cái nữa. Nó về lại xong rồi. Rồi chuối nè, chuối. Lấy cái trái xanh xanh nè. Cho nó đừng có chín nhanh á. Ở bên đây thì nho thì không thiếu nha mọi người, bên Pháp thì nho là nổi tiếng về nho nè. Củ gừng mọi người coi nó bự chà bá lửa luôn nè. Bên Pháp là nổi tiếng về nho đen, nho xanh này kia, nên thành ra mình không có sợ là thiếu nho. Trời, ai lấy nho để đây nè. Trái cây rồi bên Pháp là đầy đủ. Cái này là Việt Nam mình kêu là trái gì ta? Ở bên đó nó kêu là đất, bên Việt Nam nó kêu trái này là gì quên rồi, lâu quá quên rồi.
Chà là, đúng rồi, ừ, trái chà là đó mọi người. Việt Nam nó kêu là hộp chà là đó. Chà là hả? Trời ơi, tự nhiên lâu quá cái không có sử dụng từ cái quên thiệt đó mọi người. Cũng giỡn nha. Có khi tự nhiên cái hộp đó là hồi đó mình nhớ là cái hộp nhìn là biết hộp gì, tự nhiên cái giờ nó quên. Còn cái này chanh dây nè mọi người. Còn đây là mận. Bên Việt Nam mình là mận á, giống như trái mận Hà Nội nó nhỏ nhỏ đó, nhưng mà bên đây nó bự vậy nè. À, mọi người coi nó to đùng luôn. Nó có nhiều nhiều loại mận lắm nha, quá trời mận mận luôn. Đi. Cái đó đang bán rẻ đó, nãy nhà dân lấy 10 trái đó. Xin chào mọi người. Dân được nghỉ vacance một tuần đó mọi người, nên bây giờ dân đi massage. Dân đi massage mà thân thể cho nó khỏe chút. Nuôi giữ con cho dân đi rồi. Cái tiệm này cũng là cái tiệm mới ở trong vùng mình làm lần đầu tiên luôn. Hồi đó dân hay làm cái tiệm ở gần chỗ làm của dân, nhưng mà bây giờ dân chuyển qua cái tiệm khác. Dân sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Lúc mà quá trình làm thì dân không quay được, nhưng mà dân sẽ giới thiệu về cái tiệm đó cho mọi người xem. Nó giống như là một cái sen lớn và nó có nhiều tiệm ở trên nước Pháp lắm. Thì cái tiệm nó tên là Kipao. Thì tới đó dân sẽ quay cho mọi người xem. Nó màu trắng hồng dễ thương lắm. Trời ơi, chỗ dân nó đang mưa quá trời luôn mọi người. Cái tiệm nha. Trời, chỗ của dân nó mưa quá trời luôn mọi người, mà dân chưa có tới giờ hẹn nên dân đợi chút xíu nữa mới vô để dân cho giới thiệu cho mọi người về cái tiệm này nha. Đây là cái tiệm, nó tên là Kipao. Đây nó, cái địa chỉ của nó nằm ở đây nè mọi người. Hôm nay là ngày rendezvous của Vân. Dân rendezvous 18 giờ, tức là 6 giờ, mà 6 giờ chiều bây giờ nó mới có 17 giờ mấy. 5 giờ rưỡi thôi mọi người, nên chưa có vô được. Đây là cái địa chỉ nè. Chút nữa dân sẽ quay cái tiệm cho, cái tiệm dễ thương lắm mọi người. Đó, bây giờ dân phải ngồi ở ngoài xe dân đợi, tại vì trời mưa quá. Chắc phải đóng cái này lại đi. Dân đóng cái này lại. Trời mưa quá trời mưa luôn mọi người. Giờ đi ra ngoài đường là bắt buộc phải đeo khẩu trang á mọi người. Ở bên châu Âu hay là bên châu Âu nói chung, mà cho nước Pháp nói riêng, là bây giờ là đi ra ngoài đường là phải đeo khẩu trang mọi người, chứ không là cảnh sát phạt á. Để dân đóng cái này lại. Đó, đóng lại thì nó tối thui không? Mà kệ nó đi. Giờ phải ngồi đây đợi đây mọi người ơi. Rồi, và mình sắp tới giờ rồi ha, mình đi vô trong tiệm mình ngồi đợi luôn mọi người. Xe này nó ghê quá. Cái tiệm này nó nằm ở gần đối diện với lại gần sát bên bưu điện của vùng luôn á. Đây cái tiệm Kipao đây mọi người, nó dễ thương lắm. Nè, mà giá cả cũng rất là bình dân nha mọi người. Giá cả bình dân lắm. Đó mọi người cứ lên trang web của nó, nếu mà ai ở Pháp á, nó có nhiều cái sen lắm, nó có nhiều sen lắm ở tất cả các thành phố lớn này kia rồi cũng có nữa, mà ở vùng dân nó cũng có nữa nè. Bây giờ dân sẽ đi vô nha. Đây mọi người, dân đã vô tới cái tiệm mà này mọi người. Là dân có hỏi mọi người ở đây đồng ý cho dân quay phim không, thì mọi người đồng ý cho dân quay phim. Thì đây đó, chút nữa dân sẽ làm ở cái phòng này, phòng số 3 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi đây để đợi. Này, ở ngoài thì có cái quầy ắc cơ với lại làm về móng tay này kia đó, mấy bạn nhân viên dễ thương lắm đó. Đó mọi người thấy không, đẹp chưa? Chút nữa dân sẽ làm ở trong đó nha mọi người. Mọi người ơi, dân đã làm xong rồi mọi người ơi. Dân làm cái liệu trình massage mà body á, làm toàn thân á mọi người. Ở đây nó giá rẻ lắm, nó có hình như là
Dân ơi, tại vì Dân được cái phiếu giảm giá nên Dân trả có 28 euro thôi. Nè mọi người, giống như mình đi á, thì mình sẽ mỗi lần mình đi lại là người ta sẽ cho mình một cái phiếu giảm giá như vậy nè. Cái này á, là để làm cho về mắt ví dụ massage mắt hay là làm về nối lông mi hay gì đó. Hoặc là mình sẽ được một cái phiếu massage như thế này. Tùy mình muốn sẽ được giảm 25%. Tùy mình muốn thôi mọi người. Thì mỗi lần đi như vậy thì người ta sẽ cho. Nhưng mà Dân thì Dân được cái phiếu giảm giá ở trên mạng á. Mình lúc mà mình răng đi vua thì mình được cái phiếu đó rồi. Cho nên là hôm nay Dân vô làm massage Dân chỉ trả có 28 euro thôi cho cái liệu trình massage toàn thân của Dân. Rồi nếu mà lần sau á, Dân đi nữa thì Dân sẽ sử dụng cái phiếu này cho tất cả các hạng mục ở đây. Nè mọi người, để Dân quay lại cho mọi người xem. Đó, mình sẽ được giảm giá cho tẩy lông nè, làm nail nè, làm sụt xin, là giống như là làm về chân mày rồi mi này kia đó mọi người. Rồi massage mặt nè, rồi massage body nè. Đó mọi người. Đó, cái giá ở đây. Hồi nãy Dân làm cái massage toàn thân tẩy tế bào chết này kia. Đáng lý nó là 39 đồng. Đó, còn cái này là cái cạc được giảm giá thêm 30% mà về mắt thôi. Về làm mắt làm này kia được giảm 30% nữa. Đó mọi người. Tùy mình muốn thôi, tùy mình muốn. Ví dụ như nhưng mà cái phiếu này nó chỉ có 1 tháng thôi. Nè nó ghi cái đáp vô nè mọi người, hôm nay là 29 tháng 8 thì cái phiếu này nó chỉ sử dụng được 1 tháng, tới 29 tháng 9 là hết hạn. Nếu mà Dân không sử dụng nó là sau đó là Dân không có được nữa. Cho nên là trước ngày 29 tháng 9 thì Dân sẽ phải sử dụng cái phiếu này. Còn cái này là mình muốn sử dụng lúc nào mình sử dụng. Đó, 30%. Đó. Cái tiệm này nó có này cái trang web của nó này mọi người, Kipao.fr. Đó, cái tiệm rất là dễ thương luôn nha mọi người. Giá rất là rẻ luôn. Giá nó so với những cái mặt bằng về so với giá của mặt bằng chung về massage thì Dân thấy là giá nó rẻ đó mọi người, tương đối là khá rẻ. Không có mắc đâu mọi người. Đây. Massage mặt với lại body luôn mà giá chỉ có 40-50 nè mọi người. Nếu mà được giảm, còn nếu mà không giảm là 54 euro. Vậy là giá rẻ đó mọi người. Chứ hồi đó Dân làm ở tiệm Taigo là giá tới 80 mấy euro luôn đó mọi người. Mọi người ơi, lâu lâu thì phụ nữ của mình cũng nên dành cho bản thân mình một chút cái gì đó để mà cho nó relax chút. Chẳng hạn như là mình đi làm công việc ở bên này, công việc chân tay mình cũng mệt mỏi rồi, mình về nhà rồi con cái rồi nhà cửa này kia nữa, thì lâu lâu mình cũng nên dành cho bản thân mình một cái gì đó cho nó gọi là nó giải tỏa căng thẳng nha mọi người. Chứ mình đừng có nên tiếc tiền quá hay là mình sợ là thao tiền quá. Thật sự thì nó không có mắc bao nhiêu hết đó mọi người. Mọi người thấy không, Dân để giá cho mọi người coi á, thì nó trung bình nó có mấy chục đồng, mình ăn cũng hết rồi mọi người. Nên mình dành một chút đó để mình cho cái bản thân của mình. Để chứ mình không thương thân mình thì cũng đâu có ai thương được mình. Giống như là mình mà còn không thương mình thì ai thương được mình nữa, phải không mọi người? Nên thành ra là người phụ nữ của mình là nên dành một chút gì đó cho bản thân mình. Thích cái gì chút đó thì mình cũng thí dụ như mắc quá thì mình để dành tiền vài tháng thì mình mua được. Đó, mình cũng nên cho mình một cái gì đó niềm vui ha mọi người nha. Đó, chẳng hạn như hôm nay thì Dân nhờ nô giữ con cho Dân để Dân được đi massage, Dân được đi thư giãn ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy bên này mọi người, thì Dân cũng được nghỉ, thì Dân nhờ nô, tại nô cũng không có đi làm á, thì nô giữ con giùm Dân để Dân đi, rồi mình relax chút xíu vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi về để mà chuẩn bị cơm nước này kia, rồi ăn uống xong rồi sẽ đi
nếu mà trời hết mưa thì mình sẽ đi dạo chút, còn nếu mà không thì mình sẽ ở nhà để chơi với tụi nhỏ, rồi lại tiếp tục ngày mới lại quay cuồng với lại cái guồng công việc mới thôi mọi người. Thì ngày nào cũng sẽ như ngày nào thôi, đi làm, đi học. Tới thứ hai tụi nhỏ sẽ đi học rồi, lúc đó thì Dân sẽ có nhiều thời gian hơn chút nữa, thì Dân sẽ kiếm những cái gì mà hay hay Dân chia sẻ với mọi người nữa nha. Rồi đây mọi người ơi, hôm nay sau khi mà đi massage về thì mình làm gỏi gà đây mọi người. Gỏi gà chút nữa mình sẽ ăn với lại cháo. Cháo gà ăn với gỏi gà nha. Nấu cái nồi cháo đằng đó rồi mọi người. Đó, Dân mới trộn gỏi xong luôn mọi người, ngon lắm. Làm đơn giản nhanh gọn, nãy trước khi Dân đi Dân cắt sẵn cái này rồi đó. Bây giờ về là chỉ có bỏ vô là trộn thôi. Nhanh lắm. Rồi. Rồi gỏi nhà mình làm xong rồi đây nè. Mấy chị đó. Đó mọi người, rồi bữa ăn cuối tuần đơn giản của nhà Dân. Còn nóng Huy, mẹ biết rồi. Mẹ xì con gái.